mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyện nơi Lâm Trường. Tại Lâm Trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công dân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống như mọi người. Mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không, đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng bị trọng thương. Công nhân Lâm Trường cưa cây xong thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu năm 1979, anh Vương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị móc lên theo cùng với cây. Anh hét to nhưng không ai nghe thấy. Anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh, nên vội vàng cho hạ cần cẩu, nhưng không kịp. Anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng, và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh các con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công dân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Ha ha ha,